Hôm nay giới thiệu quý vị một vị khách mời vui nhộn, thú vị và đặc biệt. Bà Tân Vlog. Trời ơi. Bà chào tất cả các cháu nha. Để coi bữa nay bà Tân nấu món gì nha. Trong series 4 giờ bà Tân sẽ xuất hiện là một vị khách mời đặc biệt với bạn Hưng Vlog. Chúng ta hãy cùng xem hai mẹ con sẽ làm món gì. Hôm nay bà nấu nồi bánh chưng siêu to khổng lồ đã cùng các cháu ăn Tết nha. Này quay cái này vui nha. Ủa rồi bay đi đâu vậy? Hôm qua bà bay từ Bắc Giang vào đây. Bắc Giang? Mấy tiếng nhỉ? 2 tiếng. Từ sân bay Nội Bài mà bay thì vào đây là 2 tiếng. Đã đi đi Nội Bài. Hay quá. Thế bà đã ăn gì chưa? Bà ăn rồi. Bà ăn sáng rồi. Hỏi quá không phải sẵn được rồi. Không nói được nên lời. Ủa cái gì mà khó ai dữ vậy? Các cháu ơi! Các bạn hãy đón xem series Bố Già cùng với Trấn Thành và bà Tân với lại Hưng Vlog nhé.